mơ lúc thành thơi được cùng người đi dạo phố. Phòng trọ đơn sơ, trên bàn bao cũ có dăm ba tờ. Cuộc sống tạm bợ, gác nhỏ năm. Chuyên nghiệp quá, chết dở luôn á. Đây là thợ tiễn bên nước ngoài giờ nha các bạn, tiễn bên Mỹ nha, Mỹ Tho. Thợ này là tháng mấy ngàn đô nha. Dữ luôn anh ơi. Chào anh.